Xin chân thành giới thiệu trận thi đấu chung kết tiếp theo ở hạng cân 66 nam diễn ra giữa hai vận động viên Hà Đình Nam Yên Bái Đai Đỏ gặp vận động viên Vàng Lai Châu Lai Châu Đai Xanh. Tổ trọng tài hành trận đấu, trọng tài 1 ông Nguyễn Nghĩa Hưng, trọng tài 2 ông Nguyễn Đức Minh. Mời tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Căng thẳng, bình tĩnh.
Hiệp thi đấu thứ ba, vận động viên Đại Bảo thắng. Kết quả chung cuộc thắng số 2-1.